Kính chào đến tất cả mọi người. Hôm nay thì GoFood có hẹn với lại cô Hương ở Biên Hòa, Đồng Nai. Hai cô cháu đang ngồi ở nhà thờ Fatima. Thì xin giới thiệu với mọi người, đây là bạn Thảo Linh, là con của cô Hương. Năm nay là Thảo Linh 30 tuổi. Thì cô Hương có chia sẻ với lại GoFood đó là từ cái ngày mà đưa con gái đi qua bên Bỉ tới giờ đó, thì cô không có liên hệ với lại Thảo Linh đã 17 năm. Và thông qua trên kênh GoFood là mong cộng đồng người Việt ở Bỉ có lượt xem cái clip này, có thể là giúp cho cô để mà có cái thông tin của con gái của cô. Hiện tại là chỉ biết là Thảo Linh ở Bỉ thôi, đúng không cô? Đúng rồi. Mẹ nuôi của Thảo Linh đang chăm sóc cho bạn. Thì con sẽ nhờ cô chia sẻ kỹ càng thêm về cái thông tin của Thảo Linh và cũng như là cái câu chuyện của gia đình mình nha cô. Rồi. Cô Hường, trước khi mà nhờ cô Hường chia sẻ những cái thông tin á, thì cho con hỏi chút xíu về cách đây mấy chục năm trước, và lúc này con của cô là khoảng vài tuổi đó, thì cô có nói với con là lúc đó là gia đình rất rất là khó khăn, nên là bấm bụng là gửi Thảo Linh qua bên Bỉ. Đúng. Đúng không cô? Đúng, đúng. Cô cho con với mọi người biết là về cái khó khăn như thế nào cô? Nói đúng là năm đứa con mà cháu Thảo Linh này nó bị bệnh á, có một mình chú nó làm thôi, bươn chải. Hồi nó còn ấy là nằm nhà thương hết một tuần, vùng mười mấy chai nước biển ấy, về tôi cũng ốm luôn. Xong rồi nó bị cái con vi trùng sốt rét á, nó ấy đồng đi đường vô tình gặp cái chú đấy, chú nói thế là mang nó gửi lên trung tâm suy dinh dưỡng ở Tú Xương ấy, là ở bên đấy nó có hai như là hai trung tâm nuôi, một Đức của Pháp, thì con tôi nó vô được bên Đức nuôi. Là cái lúc mà nuôi xong rồi thành công ấy, thì nhờ trung tâm đến nuôi cháu mới đi được đó. Thì lúc mà người ta trao trả lại cho mình thì nó trắng lắm. Lúc về mình một thời gian nó lại xám xịt, cái con vi trùng sốt rét nó vẫn ấy, nó cứ làm sao nó không có được ấy, cho nên là tôi mới phải bấm bụng. Chứ mình sanh con ra mình nuôi con, mình ốm đau và mình nằm với nó là mình phải thương nó, chứ đâu có phải là người mẹ nào cũng nhẫn tâm mà cho con mình đi đâu. Coi như là đấy là tôi chia sẻ cái chuyện khó khăn của gia đình thôi. Lúc đó phải năm đứa mà đứa nào cũng nhóng nhóng cách nhau 1-2 năm mà. Cái kinh tế gia đình của mình như thế nào cô? Thì khó khăn lắm, một mình chú làm rồi thì làm sao hỏi mà ấy được. Con cái bệnh hoạn suốt, nhất là cái con Thảo Linh như này. Nếu mà Thảo Linh không bị bệnh hoặc là không gọi từ nhân gian là đèo đọt rồi đó, thì gia đình mình có cho Thảo Linh không cô? Cô nghĩ là nếu mà cháu nó không bị bệnh hoạn thì cô cũng không có muốn cho đi đâu. Tại vì xa con mình đứt ruột ra, chứ đâu phải là bảo là cho con mà sung sướng gì. Không có những thời gian mà cháu nó đi rồi, nó cứ ở trên tivi nó cứ cầm bàn chải đánh răng chải răng ấy, là cô cứ nhìn thấy là cô chảy nước mắt, nhưng mà không có cho chú biết. Chú cũng cắn đắn cô lắm đấy chứ. Có chữ ký của ông đàng hoàng đấy mà ông còn cứ ấy, là ông cắn đắn cô hoài ấy, chứ người mẹ nào mà người mẹ không thương con, đúng không? Với lại ở cái chỗ mà nhận Thảo Linh đó thì họ cũng hứa là tới năm 18 tuổi hoặc là khi mà bạn này hiểu chuyện thì sẽ nói về cái sự thật, đúng không cô? Có là có như là sẽ cho tìm hiểu về gia đình. Nhưng mà những năm sau này nhờ những người ấy rồi chẳng có được có tin tức, người ta không hồi âm, giờ thì mình biết làm sao bây giờ. Hay là cô nghĩ rằng thì là chắc cái bà mẹ nuôi của nó sợ là ví dụ như là cho biết rồi ấy con người ta không cho biết hay sao, thì mình nghĩ là như vậy thôi. Cái đó mình phán đoán thôi. Cô kể chút xíu về những cái thông tin của Thảo Linh cho con với mọi người nha cô. Dạ. Thì Thảo Linh là sinh ngày mấy, năm mấy cô? Thảo Linh sinh ngày 18 tháng 6 năm 1991 tại Hồ Nai Ba. Hồ Nai Ba. Dạ. Rồi từ cái khoảng thời gian mà sinh ra rồi tới năm 3 tuổi là cho bạn đó, là bạn đó là bị bệnh èo ột rồi các thứ, là cũng như là người ta kêu là khó nuôi đó hả? Khó nuôi đó, là coi như là nó cũng nhờ trung tâm mà nó mới đi được đó, là cái vi trùng sốt rét không hiểu làm sao mà nó không hết nọc được hay sao á. Về mình đấy, con thấy hình nó đâu có trắng đâu, thấy không? Dạ. Nó xám xịt à. Nó đâu có được trắng đâu. Mà ở đó về nuôi về nó trắng lắm, trắng bóc như đồng ông bưởi ấy nha.
mà cứ về mình thời gian cái nó lại ấy, nó lại tái phát. Ờ, thế mới khổ. Rồi vì sao mà mình biết được là có một cái hội ở bên Bỉ để mà nhận những cái trẻ ở Việt Nam? Cái người ở gần nhà đó, người ta thấy như vậy con gái mình bệnh hoạn tại gần nhà mà, thế là người ta giới thiệu. Thế là lúc đó người ta bảo thôi bây giờ ấy thì đưa hình đây cho người ta. Thế là đưa hình lên thì có một tuần sau là gửi về là cái bà mẹ bên Pháp ấy, bên Bỉ. Bên Pháp, nhưng bà là người Pháp nhưng bà lại sang Bỉ ở sống. Yeah. Nói nôm na như vậy thôi, chứ cứ nói Bỉ đừng nói Pháp. Là bà nhận liền, là đến đâu có người ta xuống làm giấy tờ đấy. Rồi bắt đầu là người ta kêu là cô chở cháu lên. Cô chở cháu lên là có 3 tháng sau là cháu đi. À. Từ cái ngày mà có người giới thiệu là trong vòng 3 tháng là, là được đi. Hồ sơ được ha. Ừ. Google Food xin phép gửi cho mọi người một số thông tin. Từ cái bà giám đốc hội từ thiện ở bên Bỉ liên hệ về ở bên Việt Nam, thì bà trong cái khoảng thời gian năm 94 đó thì bà cũng có về Việt Nam và cũng có đi với lại làm mẹ nuôi của lại Thảo Linh luôn. Dạ cô. Ừ. Đây là mình xin đọc chỉ nha, bà giám đốc hội từ thiện nè, là tên của bà nè mọi người. Địa chỉ chủ yếu là chính xác là cái địa chỉ này đó, nhưng mà kiều bào ở nước ngoài có xem được, đặc biệt là ở Bỉ có thể là biết được những cái thông tin và cái số. Còn cô Hương có chia sẻ với con á là mỗi lần cái bà giám đốc hội từ thiện này về Việt Nam đó là có liên hệ với lại một cái người phụ nữ ở Việt Nam. Ừ. Có nghĩa là thông dịch viên. Thông dịch viên thì thường thường là ở khách sạn là cô Cẩm Hồng. À. Ở cái địa chỉ là khách sạn là Asian Hotel nè, New Asian Hotel đó. Số 383 Điện Biên Phủ nè. Số điện thoại bàn, cái địa chỉ luôn, có địa chỉ nhà của cô Cẩm Hồng luôn đó. Đây là 971 đường 3 tháng 2 phường 6 quận 11. Ừ. Có những cái thông tin hết. À, bên ở bên tay trái của Google Food cái người phụ nữ đem kiến này là chắc là cô Cẩm Hồng. Dạ. Yeah. Còn đây là cái người Bỉ hay là người nước ngoài đó, đại diện ở bên Bỉ đi. Dạ, bà giám đốc đó, hội từ thiện quỹ trẻ em gì đó, cơ nhở các thứ gì đó, đi về là hai người gặp nhau. Cái bé này là không phải nha mọi người, cái bé này là một cái bé khác, nhưng mà mình chủ yếu mình quay cái mặt để cho mọi người biết. Ở đây mới là Thảo Linh nè. Thảo Linh. Thảo Linh này lúc này đã qua Bỉ rồi đúng không cô? Đúng rồi, nè, đúng rồi. Cái hình qua Bỉ nè. Thì rồi. Cô cũng có nói là trong vòng 3 năm thì vẫn có liên hệ về đầy đủ hết. Đầy đủ. Dạ. Hình ảnh ngày về. Là năm 94 là đi qua bên Bỉ về, năm tới năm 97 mới mất liên hệ. Còn cái hình này là cái hình mà hồi còn bé. Hồi còn bé đó. Cái hình này là cái hình còn ở Việt Nam hay là ở bên đó? Còn Việt Nam, lúc đó mà lên thì người ta phải dán cái hồ sơ chứ đúng không? Dạ. Hình này là hình bên Bỉ, chắc là cũng mới qua thôi. À, trong vòng cái đoạn từ năm 94 đó. Tới 97 đó, thôi. Đó, chắc dạ. Đó. Con động chút xíu về cái thông tin của gia đình mình nha, rồi, cô Hương. Rồi, cô. Dạ. Tại vì... cô trong giấy là cô tên là cô Hương, nhưng mà thường thường gọi Hương. Là cô Hương đó. Là bạn Trần Thị Thảo Linh, sinh ngày 18 tháng 6 năm 91 tại Hố Nai 3. Tên cha là Trần Văn Mùi, sinh năm 55 ở Biên Hòa Đồng Nai. Tên mẹ là Vũ Thị Thu Hương, sinh năm 61. Địa chỉ là 365 sạc 17 khu phố 8 phường Long Bình, đường Điểu Xiển. Xuất ngoại ngày 22 tháng 11 năm 94 ở Tân Sơn Nhất, đi nước Bỉ nè. Họ tên mẹ nuôi. Cô lấy giùm con một cái tấm hình của mẹ nuôi của bạn Thảo Linh cho mọi người xem đi cô. Tấm hình mẹ nuôi á. Bà chụp hình bà dính của... đấy tí thôi chứ còn... Địa chỉ này cũng của bà nè. Đó mọi người. Đó.
GoFood sẽ quay chậm và rõ để mọi người xem cái địa chỉ của mẹ nuôi Thảo Linh. Cô xếp cái này lại giùm con nha. Xếp lại hả? Dạ. Ôi, được. Cô xếp này lại giùm con. Rồi. Rồi con sẽ cho mọi người xem về cái hình mẹ nuôi của Thảo Linh nhưng mà cũng không có được rõ nhiều. Bà chỉ ngồi với nó như vậy thôi thì dạ. Có như nào đưa vậy chứ giờ biết. Đó mọi người, thì mình sẽ quay chút xíu về hình ảnh của mẹ nuôi của Thảo Linh nha mọi người. Đây nè, người phụ nữ ngồi sau đây. Chỉ có hai cái tấm hình thôi. Đó, đây là cái lúc mà đi Canada chơi đúng không cô? Đấy, dạ. Đằng sau đi Canada hai mẹ con. Rồi đây là cái tấm hình cả gia đình mà lúc bảy thành viên trong gia đình luôn. Ở đây ba Thảo Linh nè, đây là cô nè, đây Thảo Linh là đang bé đó. Dạ Thảo Linh là út đó. Ba gái hai trai hả cô? Ba gái hai trai. Cô Hương cho con với mọi người biết thêm chút xíu thông tin về trong cái khoảng thời gian mà 3 năm sau khi mà bạn Linh này qua Bỉ rồi đó, thì ở bên đó thì ai là cái người mà gửi những cái thông tin về cho gia đình mình vậy cô? Coi như là ở bên đấy gửi về thì ở trên cái chỗ giờ nói có tiện không? Trên chỗ sơ ở trên Thích Quảng Đức á, gửi về trên dòng NataZ về ông tài xế em xuống cho cô. Thì đấy là như thế. Gửi là thường thường là một năm là gửi bao nhiêu lần? Coi như là có hai lần gửi như là được cỡ chừng mấy tháng thì được 4-5 tấm đấy, có cái hình bà mẹ nuôi nó ngồi ở ấy. Thường thường á là nó là cố định, cái thời gian cố định có nghĩa là trong vòng tháng mấy của năm là phải gửi hay là tùy thích gửi theo? Coi như là lúc nào có người ta gửi về thì người ta đem xuống cho cô thôi, chứ còn đâu có cứ là bao nhiêu lâu đâu. Thì lúc mình nhận lúc nào thì mình biết lúc đấy. Thì cái lúc mà những cái lúc gửi như vậy đó cô, là ở trong đó thì họ ghi chú như thế nào? Không, chỉ đưa mang hình xuống để ở ngoài cái phong bì cái là như bé Thảo Linh ngôi xá vậy thôi. Còn có ba cái tấm đó là đi chơi, nhưng mà ba cái tấm nó mất tiêu đâu rồi, cô không tìm thấy. Thì có đề đằng sau, như là cho đi chỗ nào đấy, đề 595, 596, 597. Có ba cái tấm đấy thì có đề, nhưng mà cô không tìm thấy cái chỗ nào đấy. Là sao con hiểu là đổi chỗ hả? Không phải, tức là cho nó đi chơi á, hiểu không? À, con đi là nước này nước kia, chỗ nào thì người ta đề ở đằng sau. Nhưng mà cô không tìm thấy ba cái tấm đấy. Con tưởng là đổi địa chỉ là không, khó tìm. Không có đổi. Lần cuối cùng là năm 97. Coi như ba cái tấm đó, 595, 595, 596, 97. Cô nhớ là hồi nó mang về là cô có coi là coi đằng sau là có đề như bắt vậy. Bắt đầu từ năm 98, 99 là mình đợi là không thấy không, nữa không, là không ấy nữa. Mình liên hệ lại với những cái chỗ mà tìm, trung gian đó ha. Những người kia thì người ta cứ bảo là người ta cũng có gửi sang đấy hỏi thăm mà không thấy trả lời, không thấy hồi âm. Cô Hương sao mình không có liên hệ để mà nhờ tìm cái cô Kim Hồng ở Sài Gòn với lại cái người đại diện về cái hội trẻ em đó. Nhưng mà nói đúng thì là mình cũng qua các sơ ấy, thì cũng nhờ sơ, mình đâu có biết đâu, thì đấy bây giờ sơ tâm này mới cho cô biết cái chỗ của bà Hồng đấy. Hồi nãy mà nó gần đấy thì là bảo chở đấy, nhưng mà xa quá, mãi ở quận gì đấy mà sợ nó vào nó kẹt xe không về được ấy. Thế thôi không đi, mà có vào đây mà cũng không, dụ như bà bảo bà cũng không có liên hệ được thì mình cũng cười trừ cho làm gì đúng không? Đấy, đâm cho nó cũng khổ lắm, chẳng biết làm sao. Từ trước giờ là cô đi tìm những nơi nào rồi? Hay là chỉ liên hệ với những cái chỗ mà quen biết lúc trước thì thôi? Thì những chỗ đấy thì mới có một đầu mối, mà còn không có đầu mối thì giờ biết cô còn biết chỗ nào đâu. Mình có biết gì ba cái ấy đâu mà mình liên hệ. Thì vô tình vừa rồi sơ tâm sơ thấy cái gì YouTube gì đấy. Dạ. Sơ mới nói cô là như thế rồi cô bảo là sơ bảo là cái này cũng ấy lắm, người ta cũng ấy mà cũng thấy cũng nhanh lắm, thì coi như là cô thử coi làm sao á. Dạ, cô cũng bảo là không biết là
Cái này con cũng nói với cô Hương luôn như thế này, thì trong cái khả năng của tụi con á, là chỉ là đưa cái thông tin của cô gửi rồi con đăng ở trên kênh thôi. Đó. Cái mong muốn á, là kiều bào ở Bỉ á, có thể là xem được, thì có thể là họ nhín chút thời gian để mà họ tìm giùm cô ha. Vậy nha cô. Cô biết mà. Thì cũng là có những người như các cháu giúp đỡ, như cô cũng mong muốn tìm lại được con coi nó sống bây giờ ra sao. Cũng mấy chục năm rồi đúng không, tình mẹ con nó cũng ấy, thì cũng mong muốn là nhờ các cháu qua cái xã hội mạng đó thì người ta tìm giúp cho cô, thì cô rất cảm ơn cái như là thứ nhất là cháu với các những người khác mà cũng như là ấy được, nếu mà tìm được ấy thì rất là ấy, cũng mong muốn là tìm con mình sau 30 năm xa cách rồi nó như thế nào. Với lại con cũng nói cô Hương như thế này, thì ở trên kênh của con á thì con tôn trọng những cái lời bình luận của mọi người, thì việc mà cho con á thì của cô thì sẽ, con nghĩ là sẽ có hai cái luồng bình luận là người ta ủng hộ cho cô, rồi cũng có một luồng bình luận người ta sẽ phản đối cô, nên là con nói trước cho cô để mà cô có cái tâm lý hay là như vậy. Cô còn gì muốn nói với con và mọi người không? Cô biết chứ, tại vì nói đúng thì là người mẹ nào mà không coi như sót con đi, con cái nó có bệnh hoạn thì mình mới cho nó đi để chữa bệnh, mong muốn để cho nó chữa bệnh mới lại coi như là nó sống mấy người nước ngoài, thì nói đúng là nó cũng cái tinh tế của nó cũng đỡ hơn là giống với cha mẹ ruột. Thì cô có mong muốn là mọi người hãy thông cảm cho một người mẹ có một đứa con nó bệnh hoạn, muốn cho đi đau xót trong lòng lắm chứ đâu có phải sung sướng gì. Rồi cũng có những lúc mình cũng dằn vặt, mình hỏi là không biết là mai mốt là nó về là nó có nghĩ là nó thông cảm với mẹ nó, hay nó trách móc, nó nói rằng gì là sao mẹ không cho các chị anh chị con đi mà mẹ lại cho con, mẹ nào mà mẹ không thương con, đứt ruột ra, đứt gan ra. Nói không nhắc tới thôi, nhắc tới thì là lại nước mắt lại muốn trào ra. Nhớ con lắm mà không biết là giờ con như thế nào. Thì như mong tất cả mọi người thông cảm cho một người mẹ có hoàn cảnh khổ đau, con thì bệnh hoạn, kinh tế thì khó khăn. Thì mong con hoặc những người nào thông cảm đừng trách móc một người mẹ đau khổ. Đấy, cô có những lời muốn nhắn nhủ như thế thôi. Về cái câu chuyện của cô Hương đó, thì mong muốn là gặp được con gái của cô, đó là bạn Thảo Linh đang sinh sống ở Bỉ. Thì cái địa chỉ thì cô Phú khi nãy thì có đưa cho mọi người, và cái số điện thoại của gia đình luôn. Thì còn những cái phút cuối cùng thì cô cũng có chia sẻ là mong muốn là cũng tìm em trai ruột đúng không cô? Em trai ruột là ở bên Mỹ. Cái này là ở Mỹ hả? Mỹ. Ở Mỹ. Là cái anh này là anh đi Mỹ là năm nào? Đi đến lúc 9 tuổi. Là cũng con nuôi luôn. Là nó là theo diện con nuôi. Coi như là ba ruột ấy, là cái ông đó nhận ba ruột làm con nuôi. Xong vì sao ông này không có vợ, ông xin thằng em trai làm con nuôi của ông ấy. Là coi như là ông không có gia đình cho nên là ông xin thằng em ruột làm con nuôi với ông, là nó đi được một tuần là giải phóng đấy. Em trai cô tên đầy đủ là tên gì? Vũ Quốc Hùng. Vũ Quốc Hùng sinh năm mấy? 1966. Đi Mỹ là năm mấy? Coi như đi được một tuần thì giải phóng. Dạ, năm 75. 75. Bây giờ cũng không có biết là như thế nào luôn hả? Không, họ không có gửi về thông tin gì hết luôn. Không, coi như là hồi đấy là nó có ấy về, nhưng mà bây giờ ba mất rồi, ba cầm cái hình ảnh của em nó với lại con nó đi đâu mất rồi, giờ ông chết rồi chẳng biết lục đi đâu. Bây giờ chỉ còn những cái tấm còn bé với lại hình của cái ông nuôi nó thôi. Đây, đây. Đấy, ông nuôi nó. Dạ. Yeah. Ông người Mỹ đấy, giám đốc hãng Esso đó. Hãng gì? Hãng Esso, hãng xăng Esso á con. Giám đốc hãng xăng Esso hả? Dạ. Mới đầu làm phó giám đốc, vì sao lên giám đốc. Dạ. Đây là hình của... Đây là mẹ mới thờ nó đó. Ngồi ở trên Sài Gòn á. Dạ. Chụp ở trên Sài Gòn á. Còn hình này là ba má.
ba má đó, ba má ruột của cô mới lại của Vũ Quốc Hùng này. Con là ông này ông bố nuôi. Con sẽ để cái hình bố nuôi một lần nữa nha. Đó. Rồi. Nếu mà ảnh xem là ảnh biết liền. Vũ Quốc Hùng đó không con? Vũ Quốc Hùng. Dạ, em ruột của cô luôn. Em ruột. Đó, đây là những cái thông tin ở trong cái clip này. Thì về cái việc mà anh Vũ Quốc Hùng này, nếu mà cô cần một lần nữa thì con sẽ làm một cái clip riêng nghe cô, nhưng rồi, mà trước rồi. Mắt thì như vậy thôi nha. Chị cứ tạm, cô cũng mong cầu mong là đến các ấy này giúp cô tìm được con và em trai. Rất là mong muốn là được như là chia sẻ để tìm những người thân của mình. Cái số điện thoại 336 này cô còn sử dụng không? Của cô đó. Dạ, con đọc luôn nha. Con đọc lại cho mọi người nghe luôn. Rồi, rồi. Số điện thoại của cô Hương đó là 0385065336. Hiện tại là mình đang sống ở Biên Hòa, Đồng Nai. Đúng rồi. À cô. Rồi, rồi. Có những cái thông tin gì cô gọi điện cho con thông báo cho mọi người vui ha cô. Rồi, à, rồi. Rồi con, ví dụ ngược lại con cũng có thì con sẽ gọi điện rồi. Cho cô. Cái này là cô ghi tên cha mẹ rồi đấy, như là cô là đầu tiên đó, chị gái đó là Vũ Thị Thu Hương đó. Đến nó là nó có một đứa nó chết, nhưng mà thôi nó chết rồi không nói gì. Nó thứ hai đó, coi như nó thứ hai, thằng thứ ba sinh năm 68, không có đề Cường Vũ đó. Vũ Quốc Hùng, Vũ Mạnh Cường, Vũ Thanh Tú, Vũ Thị Thu Hương. Là lớn đó chị, tôi là chị cha cả. Là Vũ Văn Tị. Vũ Văn Tị, mẹ Nguyễn Thị Nhiên. Dạ. Đó, cô ghi thông tin đầy đủ luôn. Đây, còn cái này là cái địa chỉ của nó bên đấy. À, mà... là vậy cô dở, cô để cho mọi mà... người xem đi. Gửi đi người ta cứ trả về, người ta bảo đổi địa chỉ thì cũng dạ đó. Vũ Quốc Hùng ở bên Mỹ, còn Thảo Linh là ở bên Bỉ. Thôi con xin phép được kết thúc clip ở đây nha cô. Còn giấy khai sinh của Hùng có luôn hả? Đấy, dạ. Đó, tôi đem đó giấy khai sinh đó. Cầm không? Cần cô cầm không? Rồi, được rồi. Cái giấy khai sinh này không quan trọng, chủ yếu là cái địa chỉ nè, cái hình của ảnh với lại cái hình của ba nuôi là được. Đấy rồi thì nếu cô đưa đấy con có, nếu con cầm con cần con lấy luôn cái hình của ba nuôi mới lại của nó đi cô ấy cho đó. Rồi ý là con nói là có gì thì mình sẽ làm một cái clip riêng về tìm em trai nha cô. Con kết thúc clip ở đây nha. Rồi.